Xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một loại táo, đó là táo tàu hay còn gọi là táo đen. Thì bên em chuyên cung cấp táo đỏ này, táo đen này, rồi kỷ tử này, long nhãn này, trà cúc chi này, rồi lạc tiên này, lá đinh năng này, và các đặc sản núi rừng, các loại như mật ong, nấm linh chi, rồi các loại hoa lá rễ củ quả cây núi rừng. Các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ cho em. Bên em có giao hàng toàn quốc, đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán thôi. Thì đây là táo đen các bác nhé. Loại này thì nó được sấy xeo lại các bạn, xeo lại. Loại này thì có hai loại, loại xeo và loại bột. Loại xeo này thì nó chất lượng hơn các bác nhé. Táo sấy rất là xeo vào như này. Còn loại bột thì ăn nó không chất lượng và nó không ngon như loại sấy xeo này. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng của cái táo đen này. Táo đen hay còn gọi là táo tàu các bác nhé. Loại này được sấy khô và có tác dụng mà bổ lão này, bổ sung khí huyết này, nâng cao sức khỏe cơ thể này, có tác dụng kéo dài tuổi thọ này, tăng cường năng lượng này. Đây là thực phẩm thích hợp cho những người làm việc trong môi trường căng thẳng này, áp lực này, người cao tuổi này, người già này, kích thích sự thèm ăn này. Ngoài ra loại táo này còn có gọi là đại táo các bác nhé, có tác dụng là bổ tỳ này, làm trẻ hóa làn da này, ngăn ngừa quá trình lão hóa da này, tăng tuần hoàn máu lão này, và giãn mạch máu và điều trị dị ứng này, nuôi dưỡng tim và thu nhỏ cơ tim này, chống lại sự hoạt động mạnh mẽ của các gốc tự do này, mang lại giấc ngủ sâu và ngon hơn, và giúp nâng cao tinh thần thoải mái. Cái loại này rất nhiều tác dụng các bác nhé. Mình có thể là ngâm rượu hoặc là ăn sống trực tiếp này, hoặc là hãm trà này, hoặc là dùng hầm gà hoặc là hầm với các loại khác các bác nhé. Loại này thì trong thuốc bắc dùng rất là nhiều, tác dụng rất là tốt. Loại này thì đã được sấy khô các bác nhé, và nó rất là seo như này, sấy khô seo lại như này. Vì sấy seo lại thì nó cảm giác nhìn nó rất là bé các bác nhé. Các bác có nhu cầu kỷ tử, táo đỏ, long nhãn, rồi nấm linh chi, nấm lim xanh, mật ong rừng, các loại hoa lá rễ củ quả cây núi rừng thì có thể liên hệ cho em nhé. Bên em có giao hàng toàn quốc, đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán rồi. Các bác liên hệ trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo cho em. Loại này thì các bác có thể ăn khoảng 5 đến 7 quả một ngày các bác nhé. Hoặc là mình ngâm rượu thì 1 kg này mình ngâm với khoảng tầm 5 lít rượu và sau khoảng tầm 2 tháng là sử dụng được. Hoặc là mình có thể ngâm kết hợp các loại khác. Hoặc là hầm gà, hoặc là hầm các món ăn, hoặc là dùng kết hợp với các loại thuốc khác các bác nhé. Các bác cần thì vui lòng liên hệ hoặc nhắn tin Zalo cho em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.